Không chỉ gây sốc với thời trang khoe ngực, Liễu Nham mới đây đã quyết định tận dụng toàn bộ lợi thế hình thể trong bộ phim The Zodiac Mystery, tạm dịch là Bí mật 12 cung hoàng đạo, một tác phẩm của đạo diễn Thịnh Chí Dân. Với rất nhiều những cảnh quay táo bạo, phim hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút mãn nhãn. Bộ phim với những yếu tố kinh dị dự kiến ra mắt khán giả vào dịp hè năm nay. Trong phim, Liễu Nham có những cảnh ân ái cuồng nhiệt với bạn diễn Tống Chữ, không ít đoạn nhạy cảm đã bị cơ quan chức năng tuyết còi. Nhiều khả năng, các đoạn phim quá táo bạo sẽ bị cắt trước giờ ra mắt công chúng. Với đề tài về tính cách của những người thuộc 12 cung hoàng đạo, The Zodiac Mystery chứa đựng nhiều yếu tố gay cấn. Bí mật 12 chòm sao kể về những cái chết bí ẩn của một nhóm người có liên quan đến những nhược điểm chết người của chòm sao chiếu mạng. Không chỉ có những cảnh quay nóng bỏng, tạo hình của Liễu Nham trong phim còn rất gợi cảm. Từ trang phục đến lối sống của cô gái đều toát lên vẻ tự tin, mạnh mẽ và đầy sức cuốn hút. Diễn xuất của cô trong tác phẩm này được đánh giá cao. Ngoài Liễu Nham, tác phẩm quy tụ dàn diễn viên Đồng Đại Vĩ, Tần Hạo, Kiều Nhậm Lương và Đỗ Hải Đào. Sau rất nhiều lần phủ nhận mối quan hệ rạn nứt, mới đây nam diễn viên Johnny Depp đã chính thức lên tiếng xác nhận chia tay người tình lâu năm Vanessa Paradis. Cặp đôi nổi tiếng gặp nhau từ năm 1998 tại Paris khi Johnny đang tham gia bộ phim The Nugget. Tuy vẫn chưa kết hôn, song cặp đôi này đã chung sống với nhau 14 năm và có hai đứa con, Lily 13 tuổi và John 10 tuổi. Mối quan hệ của cặp đôi này bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ từ năm 2010, kể từ khi họ rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau tại nơi công cộng cũng như các hoạt động điện ảnh. Ngày 19 tháng 6, nam diễn viên Dark Shadow đã chính thức lên tiếng xác nhận chia tay người tình lâu năm. Báo giới đồn đoán, lý do mà Johnny Depp quyết định chia tay Vanessa là vì sự xuất hiện của người đẹp Amber Heard, vốn là bạn diễn của Johnny trong bộ phim The Rum Diary. Luật sư của Johnny Depp cho biết, vì cặp đôi chưa kết hôn nên Vanessa không có quyền hưởng một nửa số tài sản của Johnny Depp theo luật. Tuy nhiên, để tránh cho mẹ của hai đứa con mình khỏi bị thiệt thòi, Johnny Depp đã quyết định sẽ chi cho cô 150 triệu đô la.